Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta là để khai báo lại cái dữ liệu từ đầu ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo mới một cái dữ liệu kế toán. Chúng ta sẽ tạo mới một dữ liệu kế toán. Thì để mà tạo mới thì khi mình bấm vào cái phần tạo mới thì các bạn sẽ nhìn thấy là mình sẽ trải qua 8 cái bước đúng không ạ? Và bên dưới nó sẽ có cái lần tiếp theo và mình làm theo hướng dẫn. Đầu tiên là cái tên máy chủ. Tức là nếu mà trường hợp mà mình sử dụng laptop thì cái tên máy chủ này các bạn sẽ không cần phải sửa lại ha. Còn nếu mà mình đang thực hành trên phòng máy thì các bạn nhớ là cái tên máy chủ là mình phải ngồi máy số bao nhiêu mình sẽ chọn lại. Cái tên dữ liệu kế toán thì phần mềm nó đang mặc định sẵn là kế toán 2021 thì các bạn sẽ đặt lại một cái tên gì đó hoặc là giữ nguyên tùy ý mình, đúng không ạ? Ví dụ như thầy sẽ đặt lại là thực hành 2019, ví dụ như vậy. Đường dẫn là mình đang để ổ D đúng rồi, trong Misa Backup, và chọn tiếp theo. Cái bước thứ hai là rất là quan trọng ha, tức là cái thông tin người dùng á, cái tên đăng nhập thì các bạn gõ là gì thì các bạn phải nhớ. Các bạn nên gõ họ tên của mình hoặc là cái mã số sinh viên của mình để cho dễ nhớ. Họ và tên thì các bạn cũng gõ họ và tên của mình. Số điện thoại, các bạn gõ số điện thoại của các bạn. Mình sẽ gõ cái số điện thoại của mình ha. Sau đó chuyển sang bước thứ ba là cái thông tin doanh nghiệp, thì các bạn muốn đánh cái gì đó các bạn đánh. Mình chỉ cần nhập hai cái thông tin là tên công ty và tên viết tắt thôi, các bạn muốn đánh tư gì cũng được tùy ý mình. Và chúng ta không có chi nhánh ha. Còn tiếp theo nó ghi là phải báo cái mã số thuế, nhưng mà chúng ta không cần cũng được, đi làm thì phải cần chứ còn bây giờ không cần. Bước thứ tư là các bạn tích chọn cho thầy luôn cái phần sản xuất và xây lắp. Và chúng ta chuyển sang bước thứ năm, đó là cái tên dữ liệu. Thì cái đề bài thầy cho chúng ta đó là cái năm 2019. Cái bài tập của mình là năm 2019. Cái tên dữ liệu thực hành của mình đó là mình sẽ phát sinh vào ngày 1 tháng 1 2019 ha. Các bạn ở đây các bạn đổi lại cho thầy là 2019 hết. Cái nào, ngày hạch toán trên hai phần mềm là cũng sửa lại là 2019. Chế độ kế toán là áp dụng theo thông tư 200. Đề bài yêu cầu là mình sẽ áp dụng theo thông tư 200. Như vậy ở đây mình cũng sẽ chọn là thông tư 200. Bên dưới các bạn tích chọn cho thầy phải có phát sinh đa tiền tệ, tức là có phát sinh liên quan đến nghiệp vụ ngoại tệ. Phương pháp tính giá xuất kho là bình quân cuối kỳ. Đúng rồi. Như vậy mình nó mặc định luôn rồi. Phương pháp tính thuế là khấu trừ, nó ăn ở mục 1 đúng rồi. Và chuyển sang bước tiếp theo và nhận thức thực hiện. Và sau đó phần mềm nó sẽ ghi là tạo dữ liệu kế toán thành công, các bạn nhấn OK. Lúc này cái tên dữ liệu kế toán thì các bạn đặt là gì? Ví dụ như hồi nãy thầy đặt là thực hành 2019 đúng không ạ? Mình phải chọn là đúng thực hành 2019. Tên đăng nhập của mình là hồi nãy là gì thì phải nhớ. Hồi nãy thầy ghi tên đăng nhập là tên của thầy. Sau đó nhấn đồng ý. Lúc này nếu mà chúng ta sử dụng laptop nó yêu cầu mình xác nhận cái email lại một lần.
Hôm nay nếu mà cái số điện thoại mình đã từng có thì các bạn chỉ cần nhập cái phát và mình đăng ký vô là được. Và khi mình vào trong cái phần hệ làm việc thì nhiệm vụ đầu tiên của bạn là các bạn sẽ nhập cái danh mục cho thầy. Đầu tiên mình sẽ nhập cái danh mục cơ cấu tổ chức, rồi là danh mục nhân viên, đúng không ạ? Thì mình cũng sẽ vào danh mục, sau đó mình sẽ chọn cơ cấu tổ chức. Lúc này các bạn chọn thêm. Và chúng ta sẽ khai báo bốn cái danh mục này, gồm có cơ cấu tổ chức là gồm có phòng giám đốc, phòng hành chính, phòng kinh doanh và phòng kế toán. Thì phòng giám đốc tên là phòng giám đốc, cơ cấu là nó thuộc phòng ban, đúng rồi, nhấn lên cắt và thêm ha. Tiếp tục chúng ta sẽ khai báo cho cái phòng tiếp theo, đó là phòng hành chính, tên đơn vị là phòng hành chính. Sau đó chúng ta sẽ chọn cắt và thêm. Tương tự như vậy các bạn làm tiếp cho cả cái phòng ban khác. Và danh mục nhân viên mình cũng sẽ vào danh mục, sau chọn đối tượng là nhân viên. Mình sẽ khai báo các cái tên, ví dụ như là mã, tên, đơn vị, vị trí công tác và số tài khoản. Ví dụ như Phạm Minh Quang. Phạm Minh Quang. Chức danh là giám đốc. Rồi những cái thông tin là ví dụ như là số tài khoản ngân hàng. Lương đóng bảo hiểm. Bên dưới nó có lương thỏa thuận là 35 triệu ha. Lương đóng bảo hiểm là 3 triệu 2, vị người phụ thuộc là 1, ví dụ như vậy. Cái tên ngân hàng và số tài khoản thì chúng ta phải tạo cái mã ngân hàng, thì lúc này nó sẽ tự động nó có ha. Tương tự như vậy mình sẽ khai báo cho cả cái danh mục khác. Phòng giám đốc. Tương tự như vậy là chúng ta sẽ khai báo tiếp cho thầy cái danh mục vật tư hàng hóa, danh mục kho. Danh mục kho thì mình cũng sẽ vào là danh mục, chọn vật tư hàng hóa, chọn kho. Và mình sẽ khai báo là có mấy cái kho: 156, 152, 153, 155, 157. Chọn thêm. 156, kho hàng hóa. Mình là 1561. Chọn cắt và thêm ha. Tương tự như vậy mình sẽ chọn cái kho khác, là ví dụ kho nguyên vật liệu, kho 152. Kho nguyên liệu. Tương tự như vậy chúng ta sẽ khai báo cho cả cái kho khác. Rồi là chúng ta sẽ khai báo cái danh mục vật tư hàng hóa cũng như vậy. Mình sẽ vào danh mục, chọn vật tư hàng hóa, chọn thêm. Và mình sẽ khai báo cả cái mã vật tư, ví dụ như TV 19. Tên đó là TV LG 19.
tính chất là vật tư hàng hóa, đúng rồi. Kho mình là kho 156, thuế suất là 10%. Chọn cắt vào thêm ha, để mình khai báo cho các cái danh mục khác. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ khai báo danh mục khách hàng nhà cung cấp, mình cũng sẽ vào là danh mục, chọn đối tượng là khách hàng, ví dụ như công ty Tiến Đạt, chọn thêm mã công ty là Tiến Đạt, tên công ty là công ty Tiến Đạt. Và địa chỉ, tương tự như vậy, chọn cắt vào thêm ha để khai báo. Rồi là danh mục nhà cung cấp cũng tương tự như vậy. Danh mục tài khoản ngân hàng thì mình có bốn cái tài khoản, mình sẽ vào danh mục, chọn ngân hàng, chọn tài khoản ngân hàng, và các bạn khai báo bốn cái tài khoản ngân hàng. Chúng ta có hai cái tài khoản Việt Nam đồng và hai tài khoản ngoại tệ, nông nghiệp Việt Nam đồng, số tài khoản ở đây Aribank Việt Nam đồng, chọn cắt vào thêm. Rồi mình sẽ khai báo cái nông nghiệp ngoại tệ, và phân biệt giữa ngoại tệ với nó và nội tệ thì bằng cái số đuôi cái tài khoản nhé các bạn. Tương tự như vậy, mình sẽ khai báo tiếp cho thầy cái danh mục tài sản cố định ghi tăng năm trước. Thì chúng ta sẽ vào danh mục, xin lỗi các bạn, mình sẽ vào tài sản cố định. Sau đó mình sẽ chọn cái phần là khai báo đầu kỳ. Lúc này các bạn nhập cả cái thông tin mã tài sản, tên tài sản. Ví dụ như nhà A1, tên là nhà A1, loại thì mình sẽ chọn là nhà cửa vật kiến trúc, đơn vị sử dụng là phòng giám đốc, ngày ghi tăng và ngày khấu hao là các bạn ghi giống nhau. Ở đây mùng 1 tháng 1 2011, 01/01/2011, ngày tính khấu hao tự động tính, thời gian sử dụng là tháng, số tháng sử dụng là 120, để bài cho 120 đúng không ạ, nguyên giá là 1,5 tỷ. Thì cái phần cả cái thông tin còn lại là về hao mòn lũy kế là sẽ tự động nó tính cho mình. Rồi tương tự như vậy, các bạn cắt để các bạn khai báo cho tiếp cả cái tài sản còn lại. Khi mà mình khai báo cái đầu kỳ xong, mình muốn xem lại cái tài sản các bạn muốn xem lại cái tài sản thì mình sẽ nào nó nằm bên sổ tài sản và tài sản cố định. Các bạn chọn sổ tài sản thì nó sẽ thấy được cái nghiệp vụ mà mình vừa vừa khai báo.